Làm hết luôn. À, tiền nhà cầm đi. À, nó có cái nói kia mà nói sớm. Tính sau nó phải căng lên chứ, phải lấy đầu căng căng. Đây thằng thằng kia nó vẫn nhặt tướng, nó vẫn mua tướng về nên up up cấp nhưng nó không nhặt đồ mày. Đánh cái thằng á. Nó có cấp đầu à đấy nó có cái thử lại lỗi đó. à đúng rồi sao giác thật phá suốt ra luôn mẹ ơi đã đánh chuỗi rùa rồi gặp ngay thằng AFK nó chết tao rồi. Thằng nào top 1 để chuyển 15.000 nữa này này. Vãi luôn thua kìa. BTC đang top 1 kìa. Càng nghe à, lập cá à. Tao thấy FBTC top 1 rồi. Thì đúng rồi, tao đang top 2 mà. Chết rồi, nhập đấng rồi. Vài kilo mẹ trường. Bỏng. Ủa mẹ. Ngay level 5 thì chết rồi. Level 5 là cút rồi. Liền thua tiếp. Sáng nhỉ. Ra ăn băng đảng nhưng mà hai ăn băng đảng một Nico bú ấy. Bú ấy. Có cái Nico bú ấy. Thôi game này cũng chưa mà. Cũng chưa hết. Trên này không, trên này tao ôm sang đánh chai hạt đánh. Ôm sang ôm cái gì. Tao chỉ biết đánh cái gì. Nó ra với mọi kinh nghiệm không biết đánh gì. Trên này một là ôm Sako này. Mà lấy gì vậy? Ủa chấp luôn cờ, FPTC chấp luôn cờ. Căng nhờ, căng nhờ. Chấp luôn à. Được thế nhờ, được thế thì còn gì vào. Chấp hè lấy không kịp ấy. Nó rất nghiêm luôn mà. Chấp luôn à. Căng nhờ. Đánh bài mắc là một trận đánh ngu bớt hay hôm nay bị bắt hết. SBTC đánh căng quá mày ơi. Nói rồi bọn này ta thấy toàn diễn viên mà đầu tiên trả vờ ngu thôi có tiền cái đánh khác ngay. Tiêu tiêu ấy. Dùng cái cảm ứng của laptop lấy nhầm đồ luôn. Cái đó là cố tình đó. Nói thật thằng Vĩ nó xây kiểu gì nó xây sang bài của tao luôn kiểu mày. Nó đánh tiền bạc nó còn tranh bài nữa chết rồi. Má ơi luôn. Bây giờ anh em lấy một cái chiến thuật. Còn bây giờ thằng lấy hay nhất cái phòng này mà chỉ đáng lại đó thì đáng là mới tiêu con có một cái một tại sao đến đây mà có mất mẹ
thử ra nó loại binh là làm những loại binh cho nó vui vẻ. Tiếng loại binh là nó vui vẻ, hẳn cái game này lên đây. À, đến tuần quá lại mất chuỗi kìa, lịch sử lại lặp lại. Hộ vệ mất hết hộ vệ mất Guardian nó dễ là dễ mà mất Guardian là mày mới có hộ số một rồi. Mất Guardian là có một mất hết đi. Tao có khu đồ hiệu mày yên tâm, mà tao có vé trúng thưởng mà. Mất hết cả Huy á, chứ cả Huy mà nhà này. Chẳng thế nhờ. Mất đi anh em ơi, chẳng là phải thay nhất cái lobby này nó rồi. Con ép nó vào đường trùm. Giết nó, giết nó được. Phải giết. Mình không bắt bài nó bắt bài mình nhé. Anh em đánh nó cẩn thận nhé. Đồ đẹp quá. Đi ra bỏ cốc kia vô ra được cốc mà biến được biến vệ này. Không không ra không người không. Chả ai tầm này. Ô mẹ. Dạ nói qua đánh sát thủ không mà. Không nữa không vui. Uống trong lòng lại tức mà vui sắp ngủ. Ta cô hai Hero trường. Má chết con mẹ rồi. Cái gì? Đi rồi. Cua quyền mẹ nó mất, nó có cái con vật lý. Đi. Nhục như con trùng chùa. Đang thế nhở? Địch mà soi bài tao hoài quá ý. Ở đây đây. Đây. Các thông bị khóa rồi. Chai Kiro làm gì vậy anh trai? Giết không được con Lolo của em luôn anh trai. Cuối rồi, hôm 8 rồi. Thôi thôi mẹ.
Nó lực quá. Nhờ thấy nhiều mà sống mất nhiều máu rồi. À cậu lớn cầm cái nước mắt ngon quá kìa. Cái thìa ngon quá kìa. Thế thì nha. Trời ơi. Má chưa, cái tao qua tao ký dầu rồi quá chưa. Mày. Ôi rồi, chấp là ăn nổi. Cứ đến lúc ra tướng thì lại hết tiền. Vậy là tiêu dùng không thông minh rồi. Này, sao trận này vĩ hơn thế? Quá ngày Cassidy. Có ngon một bạn lắm rồi. Nó cảnh bình ha. Vi sao nói tiếng nha. Mày đi mà bắt. Bí mẹ. Sai khiến tao hỏi. Chó rách kìa. Mày biết tao là ngày clear phiên bản lỗi hả? Căng thẳng quá. Mấy anh đánh căng thẳng quá. Đi mẹ nhường. Nhường thì địch mẹ ai trả tiền? Đó, cái đó là có đừng thắc mắc đấy. Nhường thì ai trả tiền đấy? Quan trọng là nhường thì ai trả tiền. Chứ tôi là tôi cũng muốn nhường lắm. Nhưng mà nhường thì ai trả tiền? Mà cuối cùng nhường thì ai trả tiền? Thôi đấy, nhường thì ai trả tiền? Quá trời nhà đánh sạch cô mà. Quỳ nó bắt. Địt
bắt đóng vô nè ngoài. Với con số 1, 2, 3, baby I'm doing okay. One week. Dễ chưa? Bài tao toàn xài top 8 đến nơi mà thằng kia nó giành rồi. Tao thằng Doro top 8 mà. Tao thua nhà này rồi, nhà này khỏe quá. Ừ, vậy thì thua Tân rồi. À đâu? Vì chúng ta cùng nhau chết thôi. Tí mẹ quyết tử cho tổ quốc kết sinh luôn đấy à? Tao cảm thấy nhở? Hai người ta cô. Mình cùng nhau đông băng về ngôi chung. Hai người ta cô nhỉ? Oh, so 1, 2, 3. Baby, I'm good. Ừ, nhưng mà anh là bóng sát thủ đúng không? Anh gì? Tao là nhờ cái kia. Yếu ngay vậy nè. Nhưng mà mày khỏe. Gọi anh tao mà. Spirit mạnh nhé. À, đến đâu quá. Nè, tao đi rồi. Mày sao cô mày khỏe hơn tao rồi, tranh hơn máu luôn. Còn đây đó tao một và yếu nhất. Ôi giời. Mất mặt rồi. Mày không lấy, mày cũng lấy à. Mày mạnh nhở. Đĩ mẹ. Tài lấy. Mất con mẹ rồi. Mày cầm thế không lấy rồi. Tao mà, không lấy, tao lấy con đó. Đéo biết lấy gì luôn. Thì tao có một ấn nữa thôi là tao đến. Ấn băng đảng rất là đẹp. Ấn băng đảng rất là đẹp. Mẹ. Ừ. Mày lùn đi đây. Tại sao không? Không người không chưa thì cứ làm. Bài con Akali cứ bắt làm hết. Làm hết đội hình ta luôn. Ừ. Ừ luôn kìa. Làm hết. Ai đi bắt làm hết mà. Là tại sao? Yeah, tất nhiên em như vậy. Ui, hồi đó vàng cái là tao kết được hai hệ luôn ấy. À không ra băng đảng, có ở băng đảng rất là đẹp. À có ở băng đảng rất là thôi rồi. Là kết được phát hai băng đảng sát thủ lên luôn. Bây giờ chỉ kết được một cái thôi. Với con số 1, 2, 3, baby I'm going to do this. Đồ bảy. Ui bài bảy khỏe quá. Bài bảy khỏe lắm. Đánh hôm qua được cái đóng giáp của bảy rồi.
con quýt của nó có sức thế chưa đâu, 1 năm 10 rồi. Bài bị khỏe quá, đánh thông xuyên có đóng giáp được. Nó còn có cái trái tim băng nữa chứ. Nãy là được gì con cấp 1 đó. Ôi, nhẹ tội. Ôi Tân ơi, nhẹ tội Tâm ơi. Năm mình của mình cũng ai đây. Một người đi. Má Huy xoay bài nhanh thật đấy, đĩ mẹ. Huy đó là mình. Mới gặp Uy luôn này. Ủa. Ở đâu Spirit chứ, gặp Spirit. Bây giờ tao ra con Akali là sướng nhất rồi. Nhất Akali luôn. Tao gọi là Akali. Không làm đéo gì được nó luôn cái đội. Vậy là giờ còn 3 đứa này. Đúng không? Ui. Còn 3 đứa. Quá bia. Hay quá Vi ạ. Mất người gì. Chặt cây thế nhờ. Nó không ra cho mình à. Đứng cho con. Không, nó không ra Akali. Mày có Akali không? Tao còn Akali này. Lấy Akali. Cả Akali thôi. Bảy băng đạn của tôi có cơ sở ngoài rồi. Bảy băng đạn sao các thủ làm đứng nó có mo đi bảy cơ sản chưa chứ không có mo sao vẫn năm đấm đi kéo kỳ rồi tao có sản rồi có sản ngoài sẵn cái này nhưng mà tao vẫn không có được cái kia, không có kia đi rồi, không có cái đó đi, không có đi, thôi đi. Ủa kìa. Nói chung là, quan trọng là đéo có sẵn bên ngoài, có sẵn. Nó cũng xíu vậy, nó chưa ngon biết. Không phải như vậy. Quan trọng là có đéo có một cái có sẵn nhưng không có cái giáp. Tên rồng có không ta? Tên rồng đâu ra? À quên chứ đâu là
để vào top được. Đó là 600 mấy lần. Ừ. Nhưng mà đâu có ngon nữa. Đâu có ngon đâu có đi à. Đúng rồi, cũng có 7 không sợ. Chị gì được nghiện. Lại được chỉ mấy xíu ở bên kia thì còn xíu được không? Chuyển con nó test sang bên kia. Nhưng mà vẫn thua, không có đồ cho Akali đi gặp Mỹ vẫn đi. Mất suốt luôn hả, ngáo à. Nè thủ, thủ, thủ tao không có có, không có thủ mà chơi cái gì. Không, ý là sát thủ nhưng mà không có qua được lớp giáp đam con đống này đánh hù vệ mà. Gặp nhà đánh hù vệ đi chứ. Nói chung là tao top 3 đấy. Không, được mà ăn lồn. Có tốt gì kìa. Để tao bắt 5 ngàn. Mất 5 ngàn, mất 5 ngàn. Gỡ bắt đây, gỡ bắt đây, trận sau gỡ bắt đây. Mất 5 ngàn, mất 5 ngàn. À, bắt mắt. Trận này top 1, trận sau top 1 thì phải... Ôi, bắt 10, tao bắt 5. Bắt lìn luôn kìa. Sau top 1. Trận sau bác phải top 1 này. Trận sau mày phải top 2. Chuyển con đi nên đau. Đen vậy. Cái sản cuối cùng nó mới ra. Chứ sản ra sớm là không biết hả nha. Con đi đứng trước luôn. Học con là con nào không? Nằm ở đây gì đó. Đi trường nha. Đi trường nha. Nó cầm gấu kìa. Đi đi luôn từ từ này mà anh em ạ. Chương đi rồi. Con này giáp kinh quá. Chương chỉ có 5 ngày thôi nha. Level 8 thay C2. Chương. Mà nghĩ gì vậy? Ta level 9 rồi. Ta roll phải là 50 tiền rồi. Trận sau gỡ, trận sau gỡ, trận này gỡ, trận này phải, trận này chứ mà nên biết chuyện này chưa? Ta roll 50 tiền mới ra được Akali đấy, mà level 9 roll đấy. Sao giờ Vy Anh, Vy Anh là tên không? Nếu Vy Hoa là tên thì FF đúng luôn, tên 15, Vy 10. Anh được không? Mày ăn. Để đánh thử xem anh được. Là quay đưa tiền cho Vy nè. Hai bán. Okay. Anh em vuốt hai bán đi. Hai bán. Gỡ. Con chó Vĩ này nha, trận sau nha, bố mày ôm bài mày chết mẹ mày luôn. Mẹ mày bao nhiêu bài, tự nhiên đi xoay bài. Mình lấy cái lõi kim cương mà đã xoay được. Con chó đi mẹ xoay bài nữa. Thằng nào nhắc nó, thằng nào kêu, mày kêu nó ép bài tao, mày cãi đi. Mẹ đi mượn gió bẻ măng. Cho mày 15.000 luôn. Gió mẹ mắc tao à. Yếu luôn sàn này nhưng mà vẫn thua. Có sao được, dí thẳng cốc mò mồm mà. Vừa nhìn nó biết thua. Má cái con dây xì nó căng quá. Rồi em thế tao được bao nhiêu tiền? Ủa bây giờ 10.000 à? Đúng rồi. Bạn mới. Chờ xíu, tao đi vệ sinh cái. Tao đi vệ sinh nhanh cái. Vệ sinh cái đéo này, chó này. Tao tưởng để tao kiếm được cái top 1 chứ. Không, hơn mình đánh có 6 người à. Quay luôn luôn đấy các bạn. Quay Wii luôn nhá. Quay có muốn nổ hũ 2 mà nổ không quay. Thật, tao lại để hàng như mày. Mày dọa hũ tao à? Tao chinh chiến bao nhiêu cái ạc mà mày cần dọa hũ tao á. Mày ra một gì đâu. Ai ơi giờ hỏi thử thôi. Mày dọa tao á. Mạnh cỡ này. Khó nhờ. Xem chết lào. Ủa đây căng thẳng này. Mày cãi này, đỉnh cao này. Cũng là 15.000 thôi. Ơ thế vừa tao được bao nhiêu tiền?
10.000 mời con quay á. Nghe mình đâu mấy người. Bây giờ đã được 5.000 của bác hả? Tên anh rồi bác. Nghe nói trước bác là kẻ tôi. Mẹ nói chết rồi. Ồ, được. Mình lại làm cái kèo nhờ. Đó xấu quá. Đó này chắc chắn bỏ đúc rồi. Đó này chắc chắn bỏ đúc. Chắc chắn bỏ đâu rồi. Vô đá rồi, chắc chắn bỏ đâu rồi. Nghe lực quá vậy. Tốc 4 vẫn mất tiền mà. Ừ, thì tao hồi nãy đây, tao bố mất tiền đây. Vậy chắc chắn bỏ tốt điểm gì? Để thua đi. Rồi, chồng quá. Bạn chắc chắn bỏ tốt rồi. Lắm. Ra tay sai. Yeah. Ta khiến em như vậy. No no. Ta không có nhau. Có nhà anh chú đồ chung với tao vui vẻ này. Anh chú đồ vui vẻ này. Điện mày tranh bài luôn. Điện mày nó cay quá. Cái này hại. Không có đồ. À đừng. Được. Binh. Có thằng canh chú đồ rồi. Ngoại binh. Có ngoại binh. Cút rồi. Đi lại binh. Nhà tài phiệt. Đi top 1. Cút rồi. Thôi thiếu đam nhỉ. Chắc không sao. Sao chưa có sự âm của Zako này lâu rồi chứ. Âm luôn. Chưa gì Lulu 2 à. Chưa ôm con ta con cháy quá. Chết mẹ heo quên lên lên bộ lên gấp chứ. Ôi trời, sao con đi về á? À? À được. được. Dích cái không ném con Sako, ném thẳng rồi con dài ra. Hay đấy. Nước đi này mình chưa tính tới. Nó ngoại binh. Ở ngoài bên có trắng mòm mà. Đi. Mà mình lọ mình le mà rồi đi nào cứ soi nè quay đúng không trời nó luôn à nó không bọt bỉ. Má chưa biết đánh bài gì anh em ơi. Đánh đại đi. Đại đi. Đánh bài cào CS dễ đi. CS tiến lên. À bắt bé bọng có cái nhỏ có vỏ. Hèn gì. Ngon vậy. Đi lên mình tay không. Ui. Cái liền bắn 2 phát được rồi. Aura. Không sao. Tao có Aura. Aura sát lè luôn. Là nó vậy, không được không, còn em đánh được rồi ta. Nó mạnh hết rồi. Chập quy à. Ô mà xin. Phun nhà lên kìa. Nhìn mẹ thằng lỗ lên mà. Thắng đi. Bài quy nhớ. Chưa có biết ai thương ai đâu. Bài nhau. Thua đánh mệt lắm. Tí nữa thua thật là có thật à. Mà lo mà lên tiền. Chứ phải lấy 3 tiền.
mà lò mà lem lấy đồ của mình nhà chưa nước mắt mà đánh cho đồ không lấy nước mắt mình lấy được phép. Thì mẹ bà lo thế nhỉ, ngu rồi thì mẹ biết tên lấy nhà cái gì có 10.000 vốn này nó thì... Ê. Má cha gì khổ thế. Má cha nè bất luôn mẹ. Chó ai chuyện có gì khó chuyện buồn đừng làm cô thôi. Đấy. Cưỡi nhỉ? Ủa? Không phải một. Không được. Mày nắm một thằng mất chuỗi, hai thằng mất chuỗi, ngon. Ngồi đây thì mẹ em mày đừng có. Bài tao tới cuối rồi, đánh đánh lan bài tới cuối rồi. Giờ đâu thằng nào dám chơi sụi như mình đâu, để ba con mà nếu ai dám chơi như thế. Sông giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp em tối. Ui vãi lìn, tân ác thế tân ơi. Địt mẹ bốn con. À luôn, lịch sử lại lặp lại một lần nữa. Lại giống hai trận trước. Lại đến tân quái mất chuỗi. Đẹp quá là gì nữa. Thế còn gì bằng. Xoay bài luôn. Vâng ạ. Vâng, giờ là giờ. Để chấp ấn rồi, chấp ấn rồi. Chấp ấn rồi, giờ. Ok. Hai cung. Nghịch dại rồi. Ít con mẹo nghịch dại rồi. Chán hết cả tim. Địt mẹ là muốn trả thù luôn cái đầu buổi. Muốn trả thù là cái đách lồn ý nhỉ? Mà tại sao người chơi muốn trả thù ta? Cú rồi, 80 máu, đi rồi. Gian mãi kim cương, cứ mãi kim nghiệm. Reroll cũng được. Sử dụng thông minh. Thuốc biến, do đồ. Đây là phải ăn nói mình nha. Ta tự chế này.
lại vẽ tiếp à? Em mệt thế, gặp Huy luôn này. Đâu, cho bác ba nói kim cương là phước lành vũ trụ giáp tự chế với lại chiến lợi phẩm. Mẹ ăn luôn nha, đẹp chưa? À, đừng có làm Picasso đây, đừng có làm Van Gogh. À, nó đẹp luôn đúng không? À, sĩ. Kim cương. Không ngày hến ngon thơm trong thịt. Con cũng mạnh quá vậy, sắp sư nè. Ăn nó mới lấy tiền lương vậy đó. Khác tiếng thôi. Lấy tiền lương rồi chị bớt cho anh em đi. Cái gì? Anh Trần Dân đi mua bản hack về. Lấy tiền lương chị bớt cho anh em đi. Khổ lắm, nghèo đói. Lấy lương đi mua bản hack là không được rồi. Em nghèo mới lắm. Mẹ mình ở nhà chưa mất tiền, nó đi làm lương nhân 4. Nó kêu nó nghèo. Ở nhà chơi à, ở nhà tao nói là có lương nhân 4 chạy như con chó vậy. Chứ mày muốn gì, mày muốn ăn không người ta? Ừ, đã lương nhân 4 rồi mà. Bình thường không người anh em bắt lương người anh em cứ chạy như chó rồi tôi à. Bác là muốn làm bác có nhiều tiền, bác tính tranh nhau mấy hàng 15.000, làm tiền lẻ bác có tiêu đâu. Có gì ngoài tiền đâu. Bác không có gì ngoài tiền. Tài khoản bác có 300 triệu để ở ngân hàng. Quan trọng là bác là tiền tệ hay tiền lệ thôi. Bác là tiền án tiền sự. Bác khỏe thế giờ. Ai cũng cầm đồ y chang mà không lấy vô nê mà lấy con đồ gì vậy. Bác là tiền án tiền sự. Quá láo thật sự. Quá đẩy. Tại sao vậy? Tao ôm hết vô đồ luôn à. Tao không. À đi rồi. Ok, cũng được. Con 5 tiền ác, 4 tiền sự. Tiền gì với tiền đó tổ hao nha. Xong bác có mập không? Nát cơ nhà nước nhiều ấy. Căng thẳng ấy. Thằng Vũ ăn cơm gì thì nó mập như thế. Con chó này tự liên quan đến tao. Hả? Ăn cơm gì? Liên quan gì đến tao? Dù nè. Ê, sao cái con... À không, tao dự định nó... Cua con mẹ nó, luôn này. Nó lão á. À, tao cũng bị cắt chuỗi rồi. Hay à? Tại nó khỏe quá. Samira đã ít rồi mà nó còn cầm Sojin. Không biết tao biết bác lại đánh chuỗi thua bao nhiêu á. Tại chết. Tại chết. Tôi thua 10. Đánh chuỗi thôi, làm hồi cắt đi. Tại chết. Tại chết. Không được. Sao mà sót nhỉ? Mấy đứa không cái tiền áo được đâu. Bác có tiền áo thì liên quan đến trẻ bị hình nghiêng không ấy? Có đúng cái chữ tôi cần nghe, không nghe được vậy. Tao nghe nó không sẽ có hay gì. Có hay không? Mà. Có. Ê da, mấy cha đánh mình đau quá. Đồ đau.
Anh với thằng Mlem à? Đúng, tao mới đánh với thằng Mlem. Mlem. Nó cạnh tranh ai kìa? Giờ im tiền luôn à, tiền không để làm gì nữa. Giờ giỡn mất. Có đúng một con lên 3 sao đó, kêu tiền không để làm gì. Để đó. Tao để 50 tiền tích lại chứ giờ chẳng có khát nước nữa. Nghe như nhiều lắm ấy. Phải để dành để 50 tiền. Vô rồi, giờ thì ra mà. Để chết đi không sao đâu. Chừng nào chết thì chịu. Chứ không là không có tiền. Nhờ cái hũ. Có nổ hả? Cái gì ai nổ? Nổ cái gì? Tôi cứ mười là người à? Nghe đấy, nghe đấy. Tôi cứ mười là quá đủ rồi. Quá đủ rồi, nhờ gỡ. Yên kìa, Vĩ sở hiên rồi. Nhà bà sáu đã có sở hiên rồi. Có sở hiên thử level 5 rồi ấy. À, ok ạ. Chắc nó xạ thủ ra giờ hẳn sở hiên rồi nè, đỉnh thật. Vào giúp ạ. Đỉnh đấy, đỉnh. Đỉnh đấy. Vị mãi đỉnh, mãi đỉnh. Có ai đây? Tao. Chương à. Á, à, con sao cô mãi tàn hình nữa. Con kia đã bắn anh tì hụt qua. Xuyên qua luôn, đảo ma vậy. Yêu. Thế mới hay. Chưa quá đâu. Chưa quá đâu. Bắn. Sở Bam Sako. Sở Bam Sako luôn. Sở Bam bay ra. Dì Hin còn đang trong giai đoạn bắn luôn kìa. Không đứng lên nhảy luôn. Bắn hoài luôn, không đứng lên nhảy luôn. Đi thôi. Được rồi, không phải mất máu nữa. Ok. Không thể để mất máu được nữa. Nghe rõ lời anh Bắc rồi đó. Anh Bắc đã bắt, anh Bắc đã cấu rồi. Anh Bắc chuẩn bị gỡ nè. Hỏi bố cháu là ai? Rôn không ra hả đi. Đi đây. Đi đây. Dạ. Còn tài tính của Vĩ kinh thế nhờ. Sorry. Làm sao đồ khó chịu quá nhỉ? À, bán hay quá à. Mô bít cầm gì đây? Má, tôi này đi sửa mồ hôi. Bài nó cứ làm chậm khó chịu quá nhỉ? Được lắm không? Hồi tháng hết rồi. Kèo. Má, cà ly gặp cái xẻ kìa chứ. Quay! Quay! Được. Chó này nó lấy đồ của tao từ đầu đến cuối luôn. Ba tên trợ lấy cả ba luôn. Đỉnh thật. Bỏ tên chưa lấy đồ à? Mày tấm đầu mày lấy đồ mày lấy gì cuối mày. Tao ra chung với anh kem đó. Sao có thằng nãy chưa lấy đồ á. Đi vô đồ của tao luôn. Hay thiệt. À, tên chợ lấy đồ cả 3 lần luôn. Thôi rồi, không khỏi rồi. Chơi gì ấy? Con chó nào càng này vào đây ấy. Con rôn ra rồi, không cần. Ok.
Đúng là xe lốp à? Đúng là xe lốp. Ui à. Ôi trời ơi. CV. Ui. Gặp ngay cái bài này thì thôi đi rồi đấy. Sao cô ba không luôn. Không còn hối tiếc rồi luôn. Sao mình lại ngu thế nhở? Cứ đứng thẳng hàng để con sao cô nó cứ chặt 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 vậy thôi. Ê, ba tên chợ con chó này, ba cái đồ mình. Cô có ý tưởng lớn, người ta gọi là ý tưởng lớn mà. Ok. Ok. Ý tưởng lớn gặp nhau. Tân là ạc nào vậy? Tân gặp tao luôn. Bài lên bơ đi luôn. Chịu rồi. Gặp bắt nữa à? Mà đây. Ba tên như một luôn. À, không phải bắt. Oh my China. Không biết. Là ai vậy ta? Chúc mày bán được con Sako tao. Đi đã vừa. Cô cứ đã đi trước rồi. Cô cứ đã đi rồi. À, giờ nó có biết. Tiền nó là người à. Tao chết đi. Có ông để qua mấy lượt là nó ngon ta, có ấn dọn sách đấy. Cho gấp rồi ta. Cái gì vậy? Cho gấp này được. Ui, Akali quá à đấy. Ui chương nữa à. Sao sát thủ nữa à. Ui đi à. Đi luôn. À, còn đang trong. Mình gặp nó như nào. Kéo có cơ hội để sửa sai luôn. Tướng thế. Tao ra tao chơi thôi. Con Janna tao chơi cực vào máu nữa chương à. Thì đấy. À, có lẽ vẫn kiếm được. Ok. À, âm 15 cao. Bị mẹ. Ai cũng sửa lại. Vậy đây à. Vậy đây rồi. Má, sai lầm ngay từ cái lúc chọn ấn xạ thủ. Đủ má. Ủa là thằng tóc. Trả tiền sao ta? Tính lúc trả tiền sao? Ta vẫn chưa hiểu cách trả tiền. Yên khoản. Má giàu. Có nên đi ngủ không nhỉ? Thôi nha, đi ngủ nhá. Đằng nào chúng mày cũng chơi đâu á. Chúng mày còn chơi nữa không? Thích thì chơi. Anh chơi đâu không? Em chơi nữa không? Anh này, anh chơi đâu không? Để em không biết được không? Chưa biết. Sao lại chưa biết không phải là không phải là một câu trả lời. Hỏi mẹ có gọi không? Hỏi mẹ thiếu gọi không? Gọi chưa chết. Ừ,
giết nó đi, và lại ba nói gì chứ. Không giết được, khổ lắm. Nó giết mất cái con Brom kiếm à. Đúng rồi, chịu rồi, chịu rồi. Thôi. Không đỡ được. Má mày cày vãi lì. Mẹ quán xạ thủ chú dữ nhỉ. Đánh bảo Jin X cũng đéo được, đồ xấu. Đã ra đánh mày Jin X mà đéo có đồ. Tại vì sao thần bỏ đi? Chưa, đợi chưa từ chiều. Biết đi tan đúng rồi. Ngõ. Bài quay mạnh quá, tới năm qua rồi. Chỉ có xếp cái này qua 20 mẫu. Ôi Zara hay thế. Zara làm hết rồi. Mua một xin đi. Anh cứ lấy tay chết. Oh my god. Oh my god. Ơ thế cả bốn thằng đều có tốt gì ta? Vẫn kiểu tính là ba thằng trên ba thằng dưới à? Ừ, thì đương nhiên, đúng rồi, đúng rồi. Má trận sau có đánh mấy, chín người đánh mấy bài này. Đánh mấy bài này chọn bài cái vẫn lì. Hay lắm cái này. Nè, kì chó bác có mỗi mà, có mỗi con chó mà chơi đi chơi lại. Ơ, kệ tôi. Muốn thắng là được rồi. Thắng là được đúng rồi, thắng là được. thắng là được. Ừ, spam. Thôi mà thắng thì được. Chưa, vẫn còn mới có một người đi à, vẫn còn chờ hai người nữa. Chờ hai gì đâu. Bị bắt thua sao? Cái bắt ma là cái gì đó. Cái bắt ma lâu rồi. Cái vẫn sống được. Đầu quá nhờ. Bắt như mệt rồi. Tao cho người ta cúng tiền rồi. Tao cúng tiền tới nơi rồi, cúng 10 ngàn rồi. Cúng tiền cho tao ai. Tao chưa đi, tao chưa đi. Không tiền chắc chương hay gì. Tinh sinh xạ. Pháp sư ác sợ. Cái này con lóc thôi mà. Trưởng một nét thì giờ mà có thêm cái nước mắt nhỉ. Cái nước mắt nhỉ. Con lóc thôi mà trưởng một nét thì đi gần mẹ nửa bản đồ. Ui chương cái gì mà chưa, chưa có ấn à, ấn này ấn kia khó chịu vậy. Ấy mất sợ rồi. Ui gặp bác đi rồi, đi đi. Ui Akali sao vậy? Akali. Đúng rồi, Akali vẫn né được, Akali vẫn né được. Rồi xong, còn lại là Sako tactic. Đi rồi. Đi rồi. Sako tactic. Ôi trời. Một máu kẹt đủ của má. Huy vẫn sống, mình rất trì. Tram là ai thật. Bài Huy định ép. Bài Huy bài Huy có con nữa. Ngoài bài Huy cho con. Tao nói ấp 9 luôn ấy, ấp 9, ấp 9, ấp 9. 9 còn ngon hơn. Chứ đánh kiểu này đánh lông dài á. Huy ấp 9 đi, Huy ấp 9 đi xong cho... cho ấp 9 gì? Thùng quá trình ấp 9. Còn máu để ấp không? Thật nhân tao đánh giống là mua 19 luôn. Còn máu để lên tại vì cái đoạn giữa ấy, đoạn giữa tao thề kiểu đéo biết làm gì đoạn giữa luôn. Đoạn đầu còn biết làm, đoạn đầu đoạn cuối còn được. Đoạn giữa đéo biết làm gì, đâm ra đoạn giữa nó mất nhiều máu cực. Ba tơm mà tao phải mất đến 4-5 chục máu. Toàn từ 100 xuống ba mấy cả 4 mấy.
Bây giờ tao chưa gặp mờ lo mờ lem nè. Để luôn khỏi di chuyển. Đôi nhau vài máu nè, gặp mới quý nữa. Trường đánh trận này căng quá Trường ơi. Xem coi mày giết con chó gắt này. Ui sao dồi. Chúng ta không biết giết con chó gắt này sao Trường á. Khó lắm. Nhưng mà Nagali có vẻ hơi fail Trường ạ. Ui chó. Cái gì mà đánh toàn né không vậy? Đừng có né nữa. Tao đi rồi. Ôi, đi một con đám luôn. Vậy là tao Huy với anh Bắc được tiền. Quay lò đây. Cái người tưởng được tiền. Tao không được tiền. Với tao cũng như Trường rồi, Trường ơi. Tao tiếp tục hạng 6. Tao mất 15 ngày rồi đấy. Đấy, Bắc đây. Chào. Sao để không có thần tượng ở đây? Huy... bài Huy tốt rồi. Bài Huy chỉ sợ đúng một bài thôi nhưng mà... Bài thằng Huy nó gần giống bài của tao nãy. Tụi bay thoải mái rồi thua hết rồi đó. Không có là thắng nữa đâu. Tao đảm bảo luôn bài Huy top 1 rồi. Đúng rồi bài Huy. Đéo gặp sát thủ rồi cút. Đúng gặp sát thủ chỉ một lúc xong trang thôi. Tên này thua luôn rồi, thua luôn rồi. Ui vãi lìn, chó gắt. Ăn ghé. Ui, tiếc vãi lìn. Trận thằng Tân là tướng, chạy này có là tướng đâu. Toàn 1. Vẫn còn máu đi, up lên 9. Không sao, cứ để từ Trường ơi, thằng Trường ơi, tao ghét cúng tiền thằng Hồ Bắc lắm Trường ơi. Đâu 3 trận mà, 3 trận xong máy tính thì đâu biết là áp. Ôi, Mundo 3 bạn ơi. Thôi. Sau 3 trận máy tính nhỉ hả? Mundo 3 nó lại vãi lồn lắm. Ây da. Mundo 3 nó lại vãi lồn lắm. Tính điểm của gì? Mình cứ gom lại trận trước mày top mấy, trận ai top mấy nhớ đi. À xong rồi chưa trung bình ấy hả? Ừ. Đâu, cứ gom lại nhớ đi, xong tí ai ăn trận nào nhớ mà. Tự nhiên roll được cái lóc ngon vậy? Hả? Được cái lóc ngon vậy? Mà ăn sao? Xong ăn được. Nhớ gái này tao thấy được máu của nó. Mà ăn được, thôi mà ăn được. Ăn được, rồi, chó này. Cho đồ ăn tất. Đồ ăn gì đánh nó chết. Cái gì đây? Nhiều máu. Đã nhớ là còn 82 máu đó. Kéo diệt thì cú rồi. Diệt luôn. Lên 9 Trường ơi. Đó, lên 9 Trường ơi. Mà không có băng đạn. Lên 9 băng đạn đâu. Mấy băng đạn khổ thế, đang luôn nè, băng đạn thứ 7 nè. Rồi, lên 9 luôn. Up thành 9 luôn. Mày thấy tích tục pick á hả? Vãi rồi. Rồi, ngon. Thôi. Bán xe ra đi, luôn đi, bán xe ra luôn đi. Luôn gì? Bán cây nha chứ còn luôn gì khỏi ngu á. Tiền rồi. Chưa. Đưa cho con bà đau ung, cái đấy nó random được con ngu này, chứ mày ngu ấy. Càng đánh lâu mày càng thắng. Càng đánh lâu mình càng thắng Huy ạ. À chưa à, yên tâm. Ăn được. Chân nhiều máu. Nó cắt cái con này luôn rồi. Dễ tờ, tao không thấy cái lồn gì hết trơn á. Ui đi, mẹ mà. Cứ để con cây xa nó bắn lên kìa. Mày. Ê, luôn. Luôn thế chịu. Cứ để con cây xa nó bắn lên kìa. Đô mà nó giật đo luôn, nó không thấy bài. Đang không phải đang ở cây xa mà đang ở Mundo 7.000 đam, mua đôi nhiều đam nhất. Đó. Vấn đề đấy. Ta gọi là luôn thế chịu. Luôn thế chịu. Đi hai là à? Đó là đúng rồi, nó ăn tất. Thôi. Không ra con cây sao nào? À, Akali nào? Còn đầy mà, còn đầy tơn, ít nhất phải 3 tơn nữa mày mới chết. Muốn chết hẳn phải 3 tơn nữa. À, cũng được cái này đâu. Con sao khô đâu ấy. Đánh muốn đó là mới đéo gì, trời ơi. Còn lâu mới chết đi ạ, nó có đổi máu mà.
Đồ nó đi đánh con Bundo luôn, nó không đánh cái con mà Maja 2 như đi đánh Bundo luôn. Ui đài, yên tâm. Không, chưa mỗi mấy tên mất có mười mấy máu. Lúc đầu này. Đây rồi. Rồi. Là gì? Nó là cái gì kìa? Anh ta đâu thường không được cái bếp đi, cái bếp đi. Ngon được cái bếp. Không, mình phải cố tới cùng chứ. Nó là FF. Ừ, cứ cố chẳng sao. Cố đi, chả sao à. Thì nhớ nha, khi bài này đầu tiên là ra trừ 10 xong rồi cộng 5 này. Ghi vào. Ghi lên Discord này, ghi lên Discord, ghi cho tao này. Gom hết vào một chỗ. Các bạn gom hết vào một chỗ ấy. Gom hết vào một chỗ đi. Gom hết xuống hàng 1 đi. Ấy, đúng rồi. Tạm brow cho thấp xuống, Cái gì? Sao không hiểu? Nhưng mà bài của thằng ấy kiểu không có gì. Nên để cho nó giết hết hai con này đi đã, cho nó đỡ búp. Đủ mà nó cứ chạy kia, sao nó cứ focus con gì ấy. Đó. Đấy. Bây giờ nó giết được nhiều hơn, thấy chưa? Bây giờ nó giết được, quan trọng là bây giờ nó giết được nhiều hơn. Thấy quan chưa? Nó lên con Akali 2, còn cái quá trình của mày không có hiệu quả với ạ. Nó lên Akali 2 thôi. Nó đơn giản vậy thôi. Không. Thằng Bắc nó còn không làm nắp diệt đấy, nắp diệt ạ. Akali 2 thôi. Có gì đang chặt rồi. Brum 2 nữa. Brum 2 đâu, Brum 1. Brum 2 nữa. Mày lên Brum 1. Còn tiền luôn đi. À đúng rồi, còn cho Darius mấy cả con kia lên trên đi. Vĩ mới đặt này, ghi như tao mấy thằng tân kìa. Đặt thẳng vào mồm của con cao sang cũng phải nhé. Đặt thẳng vào mồm con siêu ấy, để cho nó lấy cái bầy tô dương hiến ấy. Thấy không ngon? Tại vì có bầy tô dương... Đủ má. Bầy tô dương hiến, cậu nhầm. Không phải một người vì mọi người ấy. Bầy tô dương hiến. Ai tên sao mày nghĩ? Thắng. Đơn giản là qua Akali lên 2 hết. Akali lên 2 nữa. Quan trọng là Akali lên 2. Đơn giản là Akali lên 2 thôi, không có quá trình gì hết á. Akali lên 2 thôi. Hết. Rồi, chương 15k nhá. Trận trước là ai bet đấy? Trận trước rồi.